Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel Thắng TT TV. Thì các bạn ơi, ở bên cạnh Thắng đây này đang là mấy cái cây lá dứa dại ấy. Thì bây giờ Thắng sẽ hái cái lá này. Đây, Thắng sẽ hái cái lá này để Thắng vận thành mấy cái đồ chơi hồi nhỏ mà Thắng đi giữ bọn hay chơi. Anh thì biết bạn không? Có chứ. Hồi bé anh có đi bọn. Lâu rồi không vận. Thế đây, em cũng thế, em cũng không nhớ đâu mà. Nhưng mà bây giờ cứ hái xong vận thử. Các bạn ơi, các bạn hồi bé làm những hái những cái lá dứa này mà làm đồ chơi giống Thắng thì các bạn nhớ comment cho Thắng biết nhá. Thì bây giờ Thắng sẽ dùng cái con dao tem này đây. Trời ơi, đấy. Anh tưởng lấy tay nhổ được mà. Hồi nhỏ anh lấy tay nhổ được mà. Đấy là hồi bé mình đi giữ bò mình không có cái gì. Hồi bé như này, bé như này. Không phải bé, anh nhấc thế. Cá ra được luôn. Tút được. Tút được. Anh tút đi, nó có gai như này. Toàn cầm hai tay tút. Cây này nó có gai. Đâu, để em thử tút nào. Không ra. Toàn tút bằng ôi, hồi bé em lá, toàn như này này. Lá già rồi, lấy lá trong ấy. Mà cái lá dưới này nó là dưới dai ấy. Cái lá già nó vẫn rám. Lá này ngon này. Đây, lấy hết cây này luôn. Tưởng gì lá dưới dại thì đẩy. Đây, Thắng có dao tem nha, Thắng cắt một phát ra luôn, đỡ phải bẻ nhiều, bẻ lâu. Ui, uai, cái lá dứa này, uai, cái lá dứa này là lá dứa xịn này, dai lắm. Lá dứa dai thì làm mới sướng. Có hơn. Ủa ôi, nó có nhiều gai, nó đâm vào tay đau lắm. Đây, một cái lá này. Ui, ai da. Ui dồi ôi, bị gai đâm vào tay rồi. Chưa chảy máu à? Chưa, tí nữa. Không phải gai đâm vào tay nó không đau đâu mà nó chỉ kiểu tí nữa nó chảy máu xong nó ngứa ngứa ấy. Đây đây, thôi. Này ngon này. Lá đi ra, kéo nhá, anh cầm phật vào mặt là toi luôn ấy. Cảm ơn hai cái lá dưới này ghê lắm, sợ lắm, nó nhiều gai ấy. Nhìn gai này, các bạn nhìn gai này. Ok mọi người, thằng hái xong rồi nhá. Bây giờ thằng đã cất dao tem vào trong này này, nếu không là rách tay đấy, mình cả nó rách quẩn nữa. Lấy hai cái cành kia làm gì vậy? Đấy em nằm trong chóng. À đấy, cho vào cho nó quay cái gì. Ok cậu ơi, thằng đã hái được rất là nhiều lá dứa rồi này. Đấy, bao nhiêu luôn. Bằng này tha hồ mà gặp trong chóng hay là đồng hồ hay là mấy cái đồ chơi gì. Nói chung mình biết là vận mấy cái nó đơn giản thôi. Thì bây giờ ấy, thằng sẽ tước mấy cái gai này ra. Ui cái lá nó lắm, gai lắm như này. Thằng sẽ tước mấy cái gai này ra. Đây anh Tịnh quay gai mà xem. Kính gai nhận mắt luôn. Hiểu. Các bạn thích con vật gì hay là kèn gì như thế nào hãy comment. Gai nhận mắt luôn. Bây giờ em sẽ tước mấy cái gai này ra. Hả? Như nào? À các bạn ơi, mấy cái thằng con kia nó dạy mình ấy. Đây này, nó dạy mình lấy cái gai để tước gai này. Kiểu như là lấy độc trị độc ấy. Đây, như nào? Lấy cái gai ở giữa vào. Không, gai nào cũng được. Gai nào cũng được, ở rìa đấy à? Ngọn đấy là được. Đây. Cầm cả cái ngọn tước. À, đây. Mấy thằng trẻ con ở kia nó dạy thằng lấy cái gai này để tước ở cái vành này ra này. Không biết có được không? Đây. Xéo ít ra, bây giờ tước này. À, được luôn này, anh Thịnh ơi, được luôn này. Xịn xò con bò đây nhỉ? Ý. Luột chảy luôn. Luột luôn. Quá là luột luôn. Bò luôn. Bên này nữa. Bên này vẫn còn. Ôi, đâu rồi, đây rồi. Lấy đó. Gai chỉ gai, đó, luột chảy. Ui ôi, cái này chỗ, đoạn mà. Cái đoạn này nó không được luột. Ê. Ây à. Ui, nắm gai quá. Rồi. Ui, để cho xa xa ra. Tức luôn ở giữa này. Em để ngoài xa ăn không là nó vào tay chít. Đây, bây giờ cái đầu tiên là em sẽ làm đồng hồ. Ở giữa không có tước được không ta? Có, tước đằng kia kìa, đằng đấy là ngược gai rồi. Ngược á? Nó lại xuyên vào cái tay ho. Ờ, thế đấy. Dễ hơn không? Lại cầm cái ngọn đấy phẹt tiếp đấy. Thôi, em để cái ngọn đâu rồi? Đây. Đấy, xịn xò con bò. Đó, quá luột luôn. Vì này nữa. Yeah. Xong rồi. Bây giờ em sẽ làm cái đồng hồ này. Đây các bạn ơi, lấy một đoạn này này. Lấy một đoạn này. Ui, cái lá dừa cũng giòn lắm. Đấy. Đây các bạn ấy nhìn này. Thằng bạn như này, bạn kiểu chữ T ấy. Không gặp nó vô. Bạn đồng hồ cực là dễ luôn. Này chỉ có ai ở nhà quê biết làm thôi, thành phố mà biết làm. Thật. Bạn nào ở thành phố mà biết gặp giống Thắng nhớ comment nhá. Chả bao giờ biết luôn. Đấy. Vậy là thằng sắp thành cái đồng hồ nha. Đấy các bạn ơi, đồng hồ này. Đấy, bây giờ thằng đeo vô nha. Làm gì có số. Làm gì bây giờ. Tí lấy bút vẽ số vào. Có số lông có chạy được đâu. Nhờ, tí lấy bút vẽ số vào nhờ. Đó các bạn ơi, nhìn này. Thế này là xong cái đồng hồ nhá. Đấy. Ngày xưa mình gấp hai cái đồng hồ mình đeo hai tay luôn. Đấy, bình thường bị thừa nhá. Nếu mà bị thừa thì mình gặp cho hình tròn này. Nhưng mà cái này nó đủ rồi nên là mình sẽ gập nhét vào đây. Cắt đi cũng được. Cắt đi nhìn nó xấu.
mình đấy. Cắt gọn đi. Nhìn này, nhìn đẹp hơn. Xấu. Ôi, nhìn này các bạn ơi, nhìn này. Siêu nhân cao. Em sẽ gặp thêm một cái bên tay này. Nhẫn nữa. Em sẽ gặp thêm một cái đồng hồ để đeo tay này đã. À không, tay này có vòng rồi, nhưng mà không, cứ gặp thêm một cái đồng hồ đi. Em có nhiều lá dứa mà. Đây. Tí nữa vặn thêm cái nhẫn vẫn từ lá dứa. Có kim cương, đính kim cương nữa. 5 ngón luôn. Đeo 5 ngón, mỗi ngón một cái nhẫn. Rikit hả? Rikit lá dứa. Ê, xong cái đồng hồ rồi nha. Đây. Ui, đây cái này được mỗi một vòng này, đây. Cái ông nào đeo toàn bàn ấy lên hình nhỉ? Đồng hồ này, chú, kiểu như kim cương, viên kim cương. Đây là Ben 10. Đây là viên kim cương. Chú, các bạn ơi, bây giờ thằng có hai cái đồng hồ nhá. Thì bây giờ thằng sẽ gấp thêm một cái nhẫn nữa. Làm cái nhẫn đi, yên là cái đồng hồ luôn. Chỉ có nó bé hơn thôi. Đó, về chịu, ui dồi, lỏng quá rồi. Rồi, em vặn lỏng quá rồi. Cái này bị xịt rồi các bạn ơi. Lại, 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 lại. Đây, đây. Rồi nha, ok, thế là thành cái nhẫn đi nha. Bây giờ thằng sẽ đeo vào cái ngón giữa này. Rikit luôn. Đấy. Thằng làm thêm một vòng nữa này. Không, đừng làm vòng. Làm vòng nữa cái... nó mới chắc. Không, làm một vòng thôi. Bây giờ mình đấy. Làm cái vòng bên trên nữa. Ui, bị lỏng rồi. Cương ý. À, đây như kiểu này mà không? Ừ, đấy. Kim cương, nhẫn kim cương lá dứa. Mà tay em bé đeo lỏng lắm. Đấy, tay anh bảo rồi, vặn nó tầm nhỏ bằng này thôi này. Đấy. Nhỏ bằng này thôi. Thì nó mới được. To quá nó bị phình ra lắm. Ok, bạn ơi, đây là nhẫn kim cương này. Đó. Bây giờ em sẽ gấp cái trong trống nha. Em thích nhất là cái trong trống luôn đấy. Đây, thằng sẽ lên một đoạn lá dứa này. Lại tiếp tục tước tiếp này. Lá dứa. Rồi nha, thằng có hai cái lá dứa rồi. Bây giờ thằng sẽ để hình dấu cộng như này. Để hình dấu cộng này. Rồi thằng gấp như này. Gấp như này. Đấy, bên này nữa này. Bên này nữa này. Bên này sẽ lồng qua đây. Phóng ta. Em quên xứng mất rồi. Đúng rồi. Lồng qua đây này. Nhầm sao ấy. Nó mình nhầm. Đây, lồng qua đây nha. Đấy, bên này cũng lồng qua đây này. À, nhớ rồi. Xong bắt đầu cái đầu này. Lại xuôn qua đây. Đấy, các bạn nhìn nhá. Này, mình nhìn làm sao được. Không biết tả làm sao. Ủa, ấy, bị rối quá. Yeah. Đây, đấy, thế là xong này, hình dấu cộng này. Đấy, anh chỉnh kéo đi nào. Ngược rồi. Đấy. Đấy, đấy. Vậy là xong. Ui dồi ôi. Lá nó phải đều quay nó mới tít. Bên này ngắn quá, bên này ngắn quá. Lá này, lá nhỏ này, sợ không cân này, quay nó bị lắc này. Thôi. Từ từ, từ. Anh kéo mạnh quá. Đây đây, bên cái lá này của em nó ngắn quá này. Đấy. Ra không làm được chứ. Cái trong trong của tháng này chính thức bây giờ nó quay, nhưng mà ở đây nó không có gió, ở đây thi thoảng mới có gió nó thổi qua ấy. Còn nữa ở cái cây kia nó cao nó có gió, cái chỗ thằng đứng là nó bị khuất nhà rồi. Đấy, có gió này. Đấy. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Thôi xong lại tít rồi. Đây đây đây, đây quay đã. Đó bạn ơi, thấy chưa? Cái trong trong này. Đấy, quay tít rồi, tít luôn này. Đấy. Ghê 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 ghê. Kìa. Quay cực kỳ tít luôn. Quay gió to hơn này. Ý. Wow. Wow 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 wow. Wow wow. Wow. Cái gì ra to hơn này. Trời. Ồ, các bạn ơi nhìn này. Đấy. Yeah các bạn ơi, bây giờ thằng sẽ gấp một cái kèn nhá. Đây này, gấp thành hình tròn như này này. Ui, đến cái đoạn này nó gấp khó đấy nhỉ. Ui, đến đoạn này giòn rồi. Ồ các bạn ơi, đến cái đoạn cuối này giòn ơi là giòn này. Không biết nó kêu được không ta. Trời ơi, cái can của mình này. Không biết còn thiếu cái gì không ta. Ui, bây giờ. Đây, bây giờ xin cái này vào. Chắc chắn cái can này không kêu được các bạn ạ. Can run kêu. Trời ơi, không kêu rồi. Ui. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình thử xem là có kêu không nhá. Ui, kêu rồi này. Ui, nhưng mà phải thổi mạnh lắm nó mới kêu. Mình sửa mãi bây giờ nó mới kêu đấy. Kiểu như là cái lá dứa này nó hở nhiều hơi quá nên nó không kêu. Này này.
kèn của mình đây này. Rồi, bây giờ loại không kêu rồi. Đó, xong rồi, bây giờ thằng sẽ lấy cái cây thằng xiên vào để cho nó giữ nguyên hình dạng này. Rồi, cái cây của mình đâu rồi ta? Rồi nha, cầm lấy cái kèn của thằng này. Thấy chưa? Thì các bạn ơi, hôm nay ấy, thằng nào vặn được đồng hồ này, nhẫn này, kèn này. Ui. Thôi xong. Cái kèn này nó lại hỏng rồi. Đấy, kèn này. Đấy, và cái trống trống nhá. Ê. Ok các bạn ơi, thì hôm nay Thắng vặn được 4 cái đồ chơi rồi nhá. Thì bây giờ trời tối rồi nên là Thắng sẽ phải về nấu cơm đây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của Thắng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nhá. Còn bây giờ thì bye bye.